Viêm bao hoặc dịch khớp gối là gì? Nguyên nhân và cách điều trị. Viêm bao hoặc dịch khớp gối là căn bệnh như thế nào? Căn bệnh này thường xuất hiện ở các vận động viên hoặc người lao động nhiều. Nestaco sẽ giúp bạn hiểu rõ về nguyên nhân, triệu chứng và cách điều trị. Viêm bao hoặc dịch khớp gối là gì? Bao hoặc dịch là các túi có chứa chất dịch nằm ở dưới các gân bám vào xương. Dịch này giúp gân di động dễ dàng, không bị tổn thương khi co, duỗi. Chúng có vai trò như một miếng đệm, giảm ma sát, hấp thụ lực giữa xương và gân. Căn bệnh viêm bao hoặc dịch khớp gối được xếp vào dạng bệnh xương khớp. Bệnh xảy ra khi bao hoặc dịch ở khớp gối bị viêm không do nhiễm khuẩn. Trên thực tế, bất kể bao hoặc dịch nào ở gối cũng có thể bị viêm, nhưng phần phía trước xương bánh chè hay mặt trong, bên dưới khớp gối là thường bị viêm nhất. Tình trạng này thường ảnh hưởng lớn đến khả năng vận động của người bệnh. Để trị bệnh cần phải phối hợp giữa phác đồ của bác sĩ với tự trị tại nhà. Nguyên nhân bị viêm bao hoặc dịch khớp gối là gì? Có rất nhiều nguyên nhân gây ra viêm bao hoặc dịch khớp gối, trong đó phải kể đến như: do quỳ lâu trên bề mặt cứng khiến đầu gối thường xuyên chịu áp lực, do người bệnh vận động quá mức, do đầu gối bị chịu chấn thương một cách trực tiếp, do bị nhiễm khuẩn ở bao hoặc dịch, do biến chứng từ viêm xương khớp, viêm khớp dạng thấp hoặc bệnh gút ở đầu gối. Ngoài ra, còn có một số yếu tố gây viêm bao hoặc dịch khớp gối khiến người bệnh khó chịu. Cụ thể như, những người làm việc trong môi trường đòi hỏi phải quỳ gối trong thời gian dài, người bệnh hay tham gia thể thao, khi chơi thì bị chấn thương trực tiếp, ngã hoặc tiếp đất bằng đầu gối. Bởi vậy mà khả năng bị bệnh cũng tăng cao. Những người tham gia điền kinh còn có thể bị viêm nhóm gân chân ngỗng. Hoặc bệnh này cũng thường xuất hiện ở những người bị bệnh béo phì hoặc thoái hóa khớp. Triệu chứng của viêm bao hoặc dịch khớp gối. Triệu chứng viêm bao hoặc dịch khớp gối tùy vào vị trí bao hoặc dịch ảnh hưởng và nguyên nhân. Cơ bản thì căn bệnh này được nhận biết thông qua số triệu chứng như: vùng đầu gối có cảm giác ấm nóng, mềm, sưng đỏ do khớp gối chịu áp lực nặng trong thời gian dài. Bên ngoài vùng khớp bị viêm còn có biểu hiện bầm tím hoặc bị phát ban, khi ấn vào sẽ có cảm giác đau. Khi càng di chuyển nhiều, vận động nhiều thì cơn đau càng tăng dù có ngồi nghỉ ngơi. Cơn đau âm ỉ, thi thoảng lại đau đột ngột khiến người bệnh gặp nhiều phiền toái. Người bệnh thường hay bị đau vào buổi sáng hoặc sau giấc ngủ ngắn buổi trưa. Tình trạng đau sưng có thể xuất hiện bất cứ khi nào nếu bệnh nghiêm trọng hơn. Cơn đau sẽ đi kèm cứng khớp, ảnh hưởng đến khả năng vận động của khớp. Người bệnh gặp nhiều khó khăn khi thực hiện động tác đơn giản như đứng lên, ngồi xuống, duỗi thẳng hoặc gập đầu gối. Tiết nhiều dịch, gây ứ động dịch trong bao hoặc dịch hoặc tràn dịch khớp gối. Một số cách điều trị bệnh viêm bao hoặc dịch khớp gối. Căn bệnh viêm bao hoặc dịch khớp gối thường gây ra nhiều khó chịu, đau đớn cho người bệnh. Cho nên, khi thấy dấu hiệu bệnh, bạn hãy nhanh đến địa chỉ khám bệnh để được chuẩn đoán. Từ đó, bạn sẽ được tư vấn phương án điều trị bệnh thích hợp. Nếu bị bệnh, bạn cần phải nghỉ ngơi, tạm dừng các hoạt động ít nhất là từ 2 đến 3 tuần. Các khớp viêm cần được cố định trong thời gian đó để giảm đau, giảm viêm khớp. Người bệnh cũng có thể chườm đá hoặc dùng thuốc kháng viêm. Trong trường hợp người bệnh do bị nhiễm trùng thì người bệnh có thể được chỉ định dùng thuốc kháng sinh hoặc áp dụng phương pháp chọc hút bớt dịch trong bao hoặc dịch để tạm thời giảm đau. Nhưng nếu chọc hút quá nhiều thì người bệnh có thể bị tổn thương phần mềm ở vùng chọc, nhiễm trùng lan rộng. Nếu điều trị trong 12 tuần mà bệnh không giảm thì người bệnh cần phải nội soi khớp hoặc phẫu thuật mở. Điều đó giúp chữa lành các tổn thương và làm giảm áp lực lên túi hoặc dịch. Hoặc người bệnh có thể kiểm soát tình trạng bệnh, giảm đau bằng một số biện pháp như hạn chế cử động khu vực bị viêm, nghỉ ngơi để tăng sự phục hồi, giảm sưng đau bằng cách chườm đá, đặt một chiếc gối giữa hai chân khi nằm nghiêng một bên để giảm áp lực lên đầu gối, tránh đè lên tay khi nằm nghiêng nếu bị viêm bao khớp khuỷu tay, mặc đồ bảo hộ khi chơi các môn thể thao đối kháng, không nên lặp lại các hoạt động, thường xuyên đi tái khám để bác sĩ xem xét các tổn thương, khớp và xương. Trong vận động thường ngày, bệnh nhân cần chú ý không gây áp lực nhiều lên vùng khớp bị ảnh hưởng. Nếu không phát hiện sớm viêm bao hoặc dịch khớp gối thì sẽ gây ra nhiều hệ quả. Bạn hãy nhanh chóng đến cơ sở uy tín để được tư vấn nhé!